que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, ese new barola, cero rock, back, frente, plastique, esto pa' la gente. Vâng, xin chào các bạn. Chắc hẳn vừa rồi các bạn đã xem một video của tôi làm về một hành trình đi tìm thác nước 7 tầng tập 1 tại làng Brư Sê Chê Long, huyện Công Chô, tỉnh Gia Lai, đúng không ạ? Và sau đây, tiếp theo tôi cũng làm về hành trình video về hành trình đi tìm thác nước 7 tầng, nhưng nó là tập 2, tiếp theo là tập 2 đúng không ạ? Là đi tìm thác nước 7 tầng tại làng Brư Sê Chê Long, huyện Công Chô, tỉnh Gia Lai. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng theo chân tôi và đi khám phá cùng tôi, đi khám phá về thác nước này nhé. Xin mời các bạn cùng theo tôi nào. Xin mời. Vâng, xin chào các bạn. Chúng tôi đã tới gần thác nước Đắc Vân Tiên rồi. Đây, chúng tôi để xe đây và chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Xuống thác, dốc rất là cao các bạn ạ. Đây, tôi và anh Ba Lai và Bé Hân này. Đi, Bé Hân. Cầm nước để cầm nước này. Rồi theo chân Ba Lai đi. Rồi xin mời các bạn cùng đi thôi. Cái dốc này rất là cao các bạn ạ. Xuống dốc xuống tới thác phải nửa cây số mới xuống tới được. Rồi xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi xuống thác nhé. Vâng, hiện tại chúng tôi đang xuống dốc để xuống thác này. Chúng tôi đã xuống mất gần 5 phút rồi, nhưng mà mới được một nửa quãng đường thôi các bạn ạ. Dốc rất là cao. Và tôi tính chắc từ bắt đầu từ nơi mà chúng tôi để xe là phải mất nửa cây số đấy các bạn. Mất nửa cây số đấy. Dốc rất là đứng, dốc đứng luôn các bạn ạ. Đây, bé Hoan phải ngồi trượt trượt này này. Không dám đi đứng để mà đi nữa. Các bạn thấy đây, dốc rất là cao đúng không ạ? Vâng, hiện tại chúng tôi đã đi được 5 phút rồi. Và hiện tại thì chúng tôi đã đi được một nửa quãng đường thôi các bạn ạ. Là đang xuống dốc này, xuống dốc để xuống thác này. Dốc rất là cao, nó thẳng đứng luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy Bé Hân trượt mong xuống thôi, không dám đứng mà đi nữa đâu. Đấy, các bạn thấy dốc rất là đứng đúng không ạ? Đây, đây, các bạn xem đi, chúng tôi phải xuống tận dưới kia này. Dưới kia đây, các bạn xem này. Nhìn vậy thôi nhưng mà còn xa lắm các bạn ạ. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đi nữa các bạn. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhá. Tôi đi tiếp đây. Ủa, Ba Lai đâu rồi? À, có cái đồ để đấy rồi. Chắc đi rồi, đi vệ sinh à? Đây các bạn thấy không? Còn rừng le không? Le. Ồ, đẹp đúng không ạ? Toàn rừng le. Các bạn thấy đấy. Mùa này thì các bạn biết đấy, do mùa khô. Cây cối nói chung là rụng lá rồi. Các bạn thấy không? À, đây Ba Lai đây rồi. Rồi chúng tôi tiếp tục đi đây các bạn ạ. Đây các bạn thấy không, Bé Hân cầm gậy này. Cầm gậy để xuống dốc này. Vâng, cho các bạn biết này. Hiện tại chúng tôi đã đi được 9 phút rồi. Mà vẫn chưa tới nơi này. Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Chúng tôi sẽ xuống dưới thác. Trên là thác nhưng mà chúng tôi sẽ xuống dưới đây đã. Dưới đây xong rồi chúng tôi lại lên đi lên chủ thác. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi các bạn ạ. Các bạn thấy đấy, dốc thẳng đứng thế kia mà. Chúng tôi là lúc này chúng tôi xuống từ trên kia, các bạn thấy này. Rất là cao các bạn ạ. Đấy. Từ trên kia chúng tôi xuống tới đây tầm 21 phút các bạn. Để tới suối này. Để chúng tôi tiếp tục
hành trình đi tìm thác đấy ở trên kia. Các bạn theo chân Ba Lai lúc này á. Tôi sẽ tập kết ở đây và chúng tôi sẽ nghỉ ngơi xíu các bạn. Bé Hân bóc qua trái cây đi. Bóc trái cây đây đây đây. Đấy các bạn, trái cây này. Đây là trái cây này. Đây là thuốc này. Đây là nước uống các bạn. Đem cả cái cục sạc dự phòng luôn các bạn. Đấy. Nói chung hôm nay chúng tôi sẽ đi một buổi thôi nên không mang theo nhiều đồ. Rồi, tôi ăn trái cây và uống nước nữa các bạn nhé. Các bạn, đây là thác thứ nhất này. Là nói chung là thác nhỏ thôi các bạn. Chúng tôi phải đi lên trên kia này. Tận trên kia chúng tôi mới lên được chỗ thác đấy các bạn. Nghe Ba Lai nói là cách khoảng cũng gần nửa cái số ấy, mới lên được tới thác đấy các bạn. Đây các bạn, thác bây giờ đâu còn nước đâu các bạn ạ. Từ cái ngày mà làm thủy điện ấy. Đây toàn là đá không ạ. Đây đá không ạ. Các bạn thấy đây, toàn đá thôi. Nước thì rất là ít. Các bạn thấy đấy. Rồi, mời các bạn tiếp tục đi cùng chúng tôi nào. Chúng tôi đã tới thác đây rồi. Này các bạn nhớ không? Tôi nói là dưới kia này là tầng thứ tư đúng không ạ? Tầng thứ tư đây là tầng thứ năm này, ở dưới này các bạn. Trên kia là tầng thứ sáu này. Và trên kia các bạn thấy không? Trên kia đấy. Đây là tầng thứ bảy, các bạn thấy không? Đấy. Ngày xưa thác này rất là đẹp các bạn, rất là hùng vĩ ạ. Nhưng mà hôm nay tôi quay trở lại đây thì nó không có nước nữa. Các bạn thấy toàn đá không ạ? À? Từ cái ngày mà làm thủy điện các bạn biết đấy. Nó không còn thác nữa đâu, toàn là đá không. Ngày xưa ở đây rất là đẹp các bạn. Đây. Đây là 3 tầng này. Các bạn thấy đây. Nhưng mà nhìn vẫn tuyệt vời các bạn, vẫn đẹp này. Các bạn thấy rất là đẹp. Đấy. Thì chúng tôi không lên trên đó đâu. Bởi vì còn qua cái nước này này. Rất là sâu các bạn ạ. Không thể qua được. Nếu mà qua chúng ta phải đi vòng đường đây. Rồi mới lên trên kia các bạn ạ. Nghe anh Ba Lai nói là trên kia còn có một thác nữa. Một thác rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay chúng tôi chắc đi được tới đây thôi. Do có bé hơn mà không đi nổi rồi. Rồi các bạn cùng khám phá này, xem này. Các bạn xem kỹ này. Đây, tôi zoom lại gần này cho các bạn xem này. Đây. Các bạn thấy rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất là đẹp. Đây. Xin mời các bạn cùng xem này. Đây, phong cảnh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nó thác nằm ở giữa khe núi rất là cao. Các bạn, đây, núi rất cao này. Bên kia cũng thế rất là cao này. Các bạn thấy đấy. Còn đằng sau đây, các bạn xem, đá không? Đây, phong cảnh nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Nếu có dịp các bạn thích khám phá về thác này thì xin mời các bạn sẽ xuống chỗ tôi, liên hệ chỗ tôi sẽ dẫn các bạn xuống để khám phá, để xuống đây để chơi, tắm nước này, rồi ngắm cảnh này, và nếu có điều kiện ta sẽ làm tổ chức một cái gọi là đi xuyên đêm luôn, bắt cá luôn. Để chúng ta trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên ở nơi đây. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây các bạn coi đi. Đẹp lắm. Wow. Bé Hân và Ba Lai đã sang bên kia rồi. Đi đường nào ta? Đấy các bạn thấy không? Đây bé Hân kìa. Ba Lai trên kia rồi. Ôi ôi. Giỏi thế. Nhưng mà chắc thôi tôi không qua đó đâu. Do lúc này tôi đi xuống đây, tôi để quên chìa khóa xe trên xe luôn, trên kia luôn. Nên tôi bây giờ hiện tại rất là lo các bạn ạ. Sợ người ta trộm mất xe của mình. Chắc tôi làm video một chút ở đây thôi.
và tôi sẽ phải vội về để coi cái xe, sợ mất xe các bạn ạ. Nên mà mất xe thì cách khoảng 6-7 cây số mà về tới nhà đi bộ hơi mệt đấy. Trời đang nắng này các bạn ạ. Rồi chắc dẫn các bạn coi thác tới đây thôi ạ. Và xin mời các bạn hãy ủng hộ kênh của anh Picasso. Nhớ subscribe, share, like và comment nhé các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Là video về hành trình đi tìm thác nước 7 tầng tại làng Bà Rịa Xã Chi Lăng, huyện Công Tro, tỉnh Gia Lai tập 1. Vừa rồi chúng ta đã coi rồi nhưng mà tôi không đi tới, vì là đây là video tập 2 các bạn. Rồi xin mời các bạn cùng ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.